Hồi đó con cái chỗ hiểu bà chú xứ mình đó cô, con nghe nói hồi đó là lúc mới đem bà về là mua quay mặt ra ngoài đường phải không? Rồi 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 sau này cái vụ gì mà có gì không mà thấy quay mặt chú xong hay Đồ mà chạy mặt chứ không mà còn biểu nguyện thể đánh ấy rồi. không? Là câu chuyện đó như thế nào rồi cô? Hồi lúc đem bà xuống á, bà kỹ lắm. Đàn bà mà mang tay vô mình gì đó, chứ mấy nhậu rượu quậy á, đi ngang cửa bà giật cho nè. Là bà chú xứ bà giặt. Giật mấy người đó chăng. Rồi nó cho giật lính Nguyễn Huệ. Ủa là lúc đó là muốn giặt là giặt chứ không có biết nguyên nhân gì nữa hả Không, cô? dơ giấy đi ngang mặt bà mới không chịu có giật Là kìa. Mấy ông Nguyễn Thoại mình ha. Thoại Ngọc Hầu Thoại á, Ngọc Hầu Đại á. Ngọc Hầu. Rồi mấy người uống rượu quậy bà cũng làm. Bữa đó sao đổ mà lính cũng miễn tại ổn ở nhà ổn quậy mới làm chết tư Chết luôn. chết luôn cũng nổi nóng không mới xuống Ông Thoại ông xuống. ông đại ông xuống ngay mẹo ông cũng đúng nha ông mời về đàng hoàng mời về chị với chị có sạch sẽ quá thì chị quay mặt xuống ruộng đó. Chứ bây giờ nè đào kinh nè rồi trấn an biên giới đặng giữ miên nè lính người ta đang cần nó lính của tôi có gì quấy chị mét tôi tại sao chị mét mà chị giật nó chết chị phải đem thằng lính thường vô đây đặng cho nó làm công tác còn có chị quay mặt xuống ruộng nha chứ chị quay mặt đây là không được à tôi quánh chị đó Tức là bà chú xứ quay mặt ra ngoài đường rồi bây giờ về vô quay vô trong. rồi cái ổng nói rồi sao lộn ổng quất cho ba rồi bảo là chị phải quay mặt xuống ruộng nha chứ chị quay mặt đây là không được à tôi phá rồi chị xuống cho ở à. Phá chỗ chị à kêu chị không à rồi sao tới sáng rồi bà quay mặt xuống ruộng tự anh bắt á Là tự có quay luôn hả cô? chứ đâu có ai dời Tại vì con cũng nghe nói là lúc đầu là bà quay mặt lên đường bị hết ba rồi đánh ủa bài giật rồi. giật lính ông quất hết ba rồi ông biểu quay xuống ruộng muốn sạch sẽ quay xuống ruộng cái đừng nói đường nữa Sẽ mà giật lính người ta mà giật lính ông chết nữa là ông phá luôn à không cho thờ Tại vì cũng làm có công với đất nước mà chứ đâu phải làm gì đâu. Mà ngoài cái chuyện lính ra là giống như cô Út nói là dơ hoặc là quậy ở trước mặt là bà bắt á. Quậy bà ba bác à Bắt là bắt chết luôn bắt chết luôn không chết bắt chết luôn chứ trời không có chết bệnh thiệt không không bệnh mà luôn hả chết thiệt mới bị ông kêu quánh ông là giật lính ông tại sao lính ông thì ông mét ông không mét giật của ông đang cần lính tại sao giật con Rồi, ngoài cái mấy cái đó ra thì bà chú xứ bà có hiển linh cái vụ gì nữa không cậu? không có nghe ruộng trộm cắp đồ vô bà là bà bẻ cổ mà bị nó chồng chú ngược á đi đầu xuống ngay rồi Là nó ăn cắp hả? nó vô lột đồ bả ở đó đeo đồ thiệt không à Một lần đeo đồ thiệt vô cho hồi nên nó đó ăn cắp. vàng vẻ mà cúng cúng đồ thiệt không vô ăn cắp Đi đi trồng chuối vô hả ở cô? nhộng chuối vô bả mò đầu bả vẽ mò không có lộn hết trơn đồ á sáng ta trách là bà linh quá trời linh mà sao ông trộm lấy trơn đồ bà á nó là thằng gì vô không có cái đầu Có vụ đó luôn nó vô nó không có cái đầu tao tính tao bẻ cổ nó tao giờ kiếm đầu không được Là lúc đó bà báo gì hay là sao bà báo làm đồng báo làm về đồng có gì đàn hả? ông có báo bị dân trách bà đó nó mua cho bà đeo mà bà không giữ để ông trộm lấy Ủa vậy thằng chợ nó cũng khôn với ta. nó đạp đồng có thằng trộm không có đầu Vậy là thằng chồng nó biết cái gì hay nó làm gì không biết không biết không biết sao luôn á, sao nó cái làm câu gì luôn không hả câu chuyện đó là cũng cũng có nghe cái chuyện đó trớ trêu mình có biết đâu mà thằng chồng cũng hay ha cũng biết là bả sẽ không thấy cái đầu ha thế nào bả nếu mà bả thường thường bả hay bẻ cổ vặn họng thì giấu cái đầu chắc ăn cái đầu giấu cái đầu đưa cái lít lên rồi khiêng cái kiệu mà khiêng bả là như là nữ đồng trinh khiêng bả mới được còn bình thường là nam mình khiêng là nặng hay gì khiêng cô nặng khiêng xuống được khiêng không nổi luôn nhích là không được mà không được nhích không được luôn cái cuốn sử đó không biết bây giờ còn không hồi tao tao có coi cuốn sử đó bả tên là bà Ami Ami có một cha một con ở trên cái núi Ram đó còn cái ông hoàng tử ở Lò Gò chính thì ổng có mình nhưng mà ông giỏi lắm rồi lúc đạo bà la môn đạo gì đó mà nó giết người nó giết trăm người biết bay gì đó
thì chư thần mới kêu ông đó đó, kêu ông hoàng tử đó, hoàng tử. Ừ, đi diệt cái đạo đó. Giờ ông la, giờ ông ở hòn ở đảo có ghe có cộ về đồng đi. Giờ ông mới chỉ, ông la dưới đó, trong đó thì kêu hòn á, ở dưới hòn sam này cây cối nhiều lắm. Thì ngồi hòn đá đó đi, ông đưa xuống. Ông biết lên hòn đá làm ra, ông biết rồi, ông mới đọc một chú. Cho xuống cái này là mấy chục người. Thì xuống cưa dưới này cây của bà Amy này, cái cưa hoài mà mấy ông không có biết đóng. Đóng đi không được. Rồi bà này bà la bà mới cản. Bà la mấy anh đóng ghe đóng xuồng bà, anh phải có thước bắt. Trên cắt gầy hết trơn rừng rồi. Cây cối rồi chim cò đất lạc chỗ đâu nó đậu. Anh bằng về tôi cũng cho cắt nữa. Nó rồi ấy, ông nghe bà kia nói vụ thước bắt đó, ông mới đo. Mà la hồi xưa đóng rồi cũng giống như máng heo chứ. Không có giống ghe giống chuồng của mình. Có đi thôi. Đó. Thì mấy cha mới xuống đi, đi dẹp cái đám đó. Dẹp đám đó được, về đó. Về đó cái ông đòi cưới cái bà Mi đó làm vợ. Ông hoàng tử. Ừ. Ông đòi cưới bà Mi làm vợ, bà Mi không chịu. Bà ý nguyện của tôi từ nhỏ tới lớn, tôi phải kiếm người chồng lương thiện. Còn anh là kẻ sát sanh giết người, tôi không có ưng anh được. Bà cũng nói thẳng ổng vậy. Ông ép buộc rồi bà không chịu, cái bắt ông già bà nhốt. Nhốt lại cho bà ưng mà. Nhốt bà đói bà khát. Còn đâu cả tháng trời gì đó, cái bà chịu không nổi. Bà vô nói với ông già. Thôi để bà ưng nói lần thả ông già ra. Ông già không chịu. Không là vậy mà ưng nữa là tao cắn lưỡi tao chết liền. Cái lưỡi nó thả tao ra. Nó rồi cũng nghe lời thấy ông già cũng không dám ưng. Rồi cái đêm nọ bà thấy cha bà khổ quá, bà mới ngồi bà than. Bà là không biết cái nghiệp bà làm sao. Bây giờ phải đời ở cha bà như vậy. Còn bà thì bị kẻ sát sanh hại vật bắt bà làm vợ vậy, ý bà không chịu. Ông trời cũng có mắt mà sao không thấy dụng chuyện đó cho bà. Hồi sao ông chư thần đâu lộ ông bay xuống nữa. Ông ông mới rầy ông hoàng tử đó. Ông là cậu làm vậy là không có được. Bây giờ người ta là người hiền lành mà cậu muốn vậy á, cậu phải hứa hẹn với người ta, cậu ăn năn chừa lỗi, cậu phải niệm Phật để mà trở lại với cái tâm hiền. Thì có hoặc mai người ta ưng cậu, còn cậu ép bức vậy càng ngày càng thù hận thêm. Chừng nào người ta ưng cậu được. Cái ông phát ông nhờ ông thần đó đâu và giúp ông làm sao đặng mà cho bác cưới được bà Mi. Ông lại thôi giờ không có gì có. Bây giờ mấy chú rủ nhau lên trên cái vồ đá đó đó, mà vồ đá mà chỗ cái đỉnh mà thờ bà đó trên núi á, lên vồ đá đó ngồi đó đi. Rồi tôi làm phép cho hoàng cái thánh thiện lại. Độ mà nội kia tưởng đâu thiệt. Lên quất câu thằng chú mấy em nội phai tuốt như là gò luôn, bỏ bà đó đâu làm gì được nữa, chuồng ghe đâu đi nữa, bỏ đó rồi cho vai gì chảnh đâu một tới anh để một năm rưỡi hai năm sau không mới kiếm cái loại đá đó đó. Nhưng mà sao cái hình nó để vậy nó không giống hình trong sách. Bà ngồi không phải ngồi vậy. Ngồi hai giò chéo ngoan tay gác lên tay chỏi vậy nè. Nhưng mà dòm về cái hướng lò gò chảnh á, cũng để cái đồi đó, nhưng mà dòm cho hướng lò gò chảnh đó, cái chỗ đó đó thấp, nước nó cao, ghe vô tới đó, cho nên chảnh ổng đem xuống, ổng để lên, ổng làm để lên đó đó, là mỗi năm mỗi xuống, vì lúc ổng xuống dưới này cách hai năm sau bà kêu chết mẹ rồi, ổng mới về chảnh bà làm cái hình đó, mới đem xuống, ổng mới để lên đó, mỗi năm bà ổng xuống, đặng ổng chiếm ngưỡng. Vậy đâu chứ không có hết trơn á. Nhưng mà trong đó thì để bà ngồi dò trước dò, dò cao dò thấp vậy nè, người ta để ngang, người ta chỏi vậy nè. Làm sao bà chúa giờ ngồi sắp bàn mình cũng không biết nữa. Nói chuyện đó thì không biết, chứ trong sách là vậy đó. Có đó có sách nha cậu. Dạ. Có sách à. Vậy là cái ông hoàng tử đó, ông thằng đó là ông thổi hết mấy cái người đi hết, thì còn có mình bà chú sứ hiện tại. Bà chú sứ với ông già ở lại. Dạ. Rồi hai năm sau ông xuống lần nữa bà ông già chết đâu mất rồi. Cho nên ông làm cái cốt đó bả đây ổng đem xuống. Vậy để đó hoàng tử ông bây giờ ông làm cái cốt của bả đó ha. Ừ. Dạ. Để đó đặng ổng mỗi năm ông xuống ông chiêm ngưỡng bả vậy thôi chứ không có gì. Dạ.
nhớ tới bả, ông làm mấy những cái chuyện ông tội lỗi đó, ông nhớ lại xuống ông chiêm ngưỡng bả vậy đó. Vì ông hoàng tử này ông tội lỗi cái là ông diệt đạo ha, diệt cái đạo ngày xưa, diệt cái đạo Bà La Môn. Rồi, rồi sau này sao mà mình biết cái tích gì mà mình biết rồi sao mình sinh hay là sao mình đem bà xuống dưới này gì rồi không? Cái đem bà dưới này thì nói bà chim bao cho vợ ông Nguyễn Thoại ông thấy kêu đem bà xuống vậy đó. Vợ của ông Thầu Hầu là Thầu Hầu Hầu Vĩnh Tế, Châu Thị Vĩnh Tế, Tế. Là lấy tên con kinh luôn hả? Lấy tên con kinh luôn. Để kinh luôn. Con kinh dưới thì để trên ổng. Mạnh kinh dưới, kinh ba rê, nước sạch. Ổng cứ tới hai đời vợ luôn mà. Kinh Nguyễn Thoại á.